tục câu chuyện liên quan đến việc chậm trễ tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu và 2% quỹ bảo trì tại nhà chung cư Six Element, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Thông qua những phản ánh của hàng ngàn người dân tại đây, phóng viên của chuyên mục Alo Cử Tri đã gửi công văn tới các cơ quan quản lý để có câu trả lời thỏa đáng. Sau tới nay, nhận lại được chỉ là sự im lặng, còn cư dân thì vẫn ngày ngày mong mỏi về sự minh bạch tại đây, ghi nhận của Trung hội Quốc hội Việt Nam. Công văn số 432 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Truyền hình Quốc hội đã gửi tới Sở Xây dựng Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ. Tới nay đã hết thời hạn trả lời báo chí theo quy định của luật. Liên quan đến những thắc mắc của người dân tại chung cư Six Element, phường Xuân La, quận Tây Hồ, phóng viên Truyền hình Quốc hội đã gửi công văn tới Sở Xây dựng cũng như Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ. Tuy nhiên, tới thời điểm này đã hơn một tháng trôi qua. Với nhiều lý do, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ không trả lời phỏng vấn Truyền hình Quốc hội theo quy định của luật báo chí. Trong khi đó, gần 1.200 hộ dân ở chung cư Six Element đang phải ngày ngày mong mỏi các cơ quan quản lý tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu và làm rõ 2% quỹ bảo trì đang ở đâu. Đã 4 năm qua, người dân nhiều lần gửi đơn yêu cầu Sở Xây dựng, quận Tây Hồ và phường Xuân La về số tiền quỹ bảo trì đang ở đâu, sau đó nhận lại chỉ là sự chung chung không cụ thể. Theo đó, quỹ bảo trì đã được gửi vào hai số tài khoản, nhưng tổng số tiền là bao nhiêu, tiền lãi hàng tháng được kê khai như thế nào thì cũng không ai biết. Qua 3 lần làm đơn rồi chúng tôi đều nhận được một cái gọi là thoái thác từ Sở Xây dựng xong đến quận, xong rồi đến phường. Ở đây ý, chúng tôi hiểu rằng là chúng tôi không đòi bàn giao. Đúng là khi mà bàn giao quỹ thì phải có ban quản trị. Nhưng trước cái hội nghị cho chung cư chúng tôi muốn biết là cái số tiền nó có bao nhiêu thì cái này nó rất là chính đáng. Mà theo quy định của pháp luật thì chúng tôi được phép, theo luật tiếp cận thông tin thì chúng tôi được phép biết được cái số tiền đó. Nhờ có sự vào cuộc của báo chí rất là mạnh mẽ thì cuối cùng chủ đầu tư mới cho chúng tôi biết hai cái số tài khoản có quỹ bảo trì. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa hề biết là con số tiền gửi trong quỹ bảo trì là bao nhiêu, số lãi hàng năm là bao nhiêu, bởi vì chúng tôi đã nộp đầy đủ tiền quỹ bảo trì từ cuối năm 2019 đến giờ rồi, là gần 4 năm rồi. Và quỹ bảo trì thì cư dân đã tính ra là phải hơn 100 tỷ, một con số không nhỏ. Mua nhà như chiếm dụng quỹ bảo trì. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm trong luật nhà ở sửa đổi, được thảo luận tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Trong đó, luật nhà ở năm 2014 và các văn bản dưới luật còn chung chung, dẫn tới tình trạng chủ đầu tư lợi dụng kẽ hở, chiếm dụng quyền lợi người mua nhà. Thực sự nó không minh bạch. Đây là một lỗ hổng rất lớn trong cái công tác quản lý và gây ra rất nhiều những cái tranh cãi đối với cái quỹ bảo trì, bởi vì nó thực sự nó không minh bạch. Thì bên cạnh đó còn liên quan đến cái cơ chế kiểm soát tài chính ở các tòa nhà chung cư. Đấy, thì đây cũng là một điểm lỗ hổng. Rất nhiều những vấn đề trong thu chi và trong quản lý hiện nay nó được không rõ ràng và nó tạo nên cái xung đột ở trong công tác quản lý. Hiện nay nhiều khu chung cư có quỹ bảo trì rất lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng, nhưng ban quản trị khi gửi tải các ngân hàng và mua sắm sửa chữa lớn không tổ chức đấu thầu vì họ cho rằng luật thông tư của Bộ Xây dựng không bắt buộc, gây bức xúc cho người dân là người sở hữu nhà ở. Vì vậy tôi đề nghị bổ sung một khoản chủ đầu tư phải bàn giao đầy đủ quỹ bảo trì bao gồm cả phần quỹ bảo trì cho diện tích chủ đầu tư giữ lại theo quy định và lãi suất đối với quỹ bảo trì gửi tại ngân hàng. Trước đó, công ty cổ phần tập đoàn Bắc Hà cũng đã từng có nhiều vi phạm liên quan đến quỹ bảo trì được các cơ quan quản lý chỉ ra và các cơ quan báo chí, người dân liên tục nhắc tới. Các câu hỏi được đặt ra là tại sao Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ phải né tránh báo chí và bao giờ hội nghị nhà chung cư Six Element được tổ chức để có thể bầu ra ban quản trị và số tiền 2% quỹ bảo trì bao giờ được công khai. Phóng viên của chuyên mục Alo Cử Tri sẽ tiếp tục cập nhật trong các chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 17 tháng 11. Trên các mặt báo số ra ngày hôm nay có những bài viết nào đáng chú ý, chúng ta cùng điểm qua ngay sau đây. Không chỉ Hà Nội mà vấn nạn về ùn tắc và quá tải hệ thống giao thông là vấn đề chung của mọi đô thị trên thế giới, kể cả những nơi có hạ tầng phát triển. Do đó, bên cạnh các giải pháp về quy hoạch, xây dựng hạ tầng, Hà Nội cần tập trung phát triển giao thông xanh và giao thông thông minh. Đây là bài viết đáng chú ý được đăng trên báo Kinh tế và Đô thị số ra sáng ngày hôm nay.
khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện công cộng như là xe buýt, tàu điện ngầm để giảm ùn tắc giao thông và xe cơ giới cá nhân. Điều này sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm không khí cũng như tiếng ồn. Cùng với đó thì ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý vận hành hệ thống giao thông. Đây là hình thức đi tắt hiệu quả trong quản lý phát triển giao thông, giúp tối ưu hóa về hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, tình trạng thiếu hụt trong cơ cấu và loại hình phương tiện. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ cũng sẽ giúp quản lý về ý thức của người tham gia giao thông, khuyến khích người dân sử dụng nhiều hơn giao thông công cộng và giúp bù đắp phần thiếu hụt trong các trụ cột để phát triển giao thông đô thị bền vững. Thưa quý vị, lương thưởng Tết và các chế độ phúc lợi là vấn đề được quan tâm vào dịp cuối năm bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Nhất là vào thời điểm này, nhiều doanh nghiệp còn khó khăn về đơn hàng nên cần có những giải pháp, phương án hợp lý để hài hòa lợi ích đôi bên nhằm mục tiêu xây dựng quan hệ lao động ổn định. Thông tin của bài viết trên báo Giáo dục ngày nay. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, các cơ quan chức năng cũng cần đưa ra nhiều phương án, nhất là tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, việc làm đời sống cho những đối tượng bị chấm dứt hợp đồng lao động, tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho đại bộ phận công nhân, lao động, sẻ chia kịp thời khó khăn cho những người bị mất việc làm. Kết hợp chặt chẽ với các địa phương, ban quản lý khu công nghiệp, tổ chức công đoàn cùng đoàn thể khác để theo dõi sát các tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, rà soát đơn đặt hàng, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được đề cập khá nhiều và được coi là một trong những vấn đề quan trọng trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và lẫn chủ quan, hầu như quyền lợi của người tiêu dùng và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn chưa được chú ý một cách thích đáng. Hiện nay, trừ một số loại hàng hóa đặc biệt như là ô tô, xe máy và một vài sản phẩm hàng hóa điện tử viễn thông được doanh nghiệp bán hàng quan tâm thực hiện, phần còn lại hầu như là đẩy trách nhiệm cho người tiêu dùng. Bởi hiện nay, loại hàng hóa nào phải bắt buộc bảo hành vẫn chưa được pháp luật quy định cụ thể. Do vậy, các chuyên gia cho rằng luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần phải hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tăng cường hiệu quả thực thi của các cơ quan chức năng, đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị để có đủ sức mạnh, đủ lực khi có tranh chấp giữa người tiêu dùng với nhà sản xuất thì có điều kiện để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng thực sự phát huy hiệu quả. Hiện nay, tình trạng ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các khu công nghiệp, các bếp ăn tập thể, các bệnh viện, các trường học còn diễn biến hết sức phức tạp. Nguyên nhân khách quan là do các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ở Việt Nam chủ yếu là nhỏ lẻ, sản xuất theo mùa vụ. 500.000 cơ sở chế biến thực phẩm thì 85% là quy mô vừa và nhỏ, quy mô hộ gia đình sản xuất theo mùa vụ nên việc đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng còn hạn chế. Hơn nữa, rất nhiều doanh nghiệp mục đích tối đa lợi nhuận nên vẫn cố tình vi phạm các quy định trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Do vậy, cần đẩy mạnh và mở rộng các vùng sản xuất nguyên liệu thực phẩm an toàn, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, khuyến khích giết mổ tập trung, quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tăng cường xử phạt vi phạm ở tuyến cơ sở, công khai tên, địa chỉ, sản phẩm, cơ sở vi phạm để tăng tính răn đe. Ngay bây giờ, Việt Nam Ngày Mới sẽ giới thiệu đến quý vị một vài điểm đến thú vị cho dịp cuối tuần. Bên cạnh những sản phẩm như là hồng sấy, hồng khô đặc trưng của thành phố Đà Lạt, thì chúng ta không thể không nhắc đến hồng treo gió, một đặc sản mang thương hiệu riêng của xứ sở sương mù. Những vườn hồng vàng ươm vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa trở thành điểm tham quan du lịch của du khách thập phương. Những vườn hồng như thế này ở Đà Lạt, nếu như xưa nay canh tác theo kiểu nhà ai nấy trồng, thì nay đã trở thành các hợp tác xã liên kết các hộ trồng hồng với nhau, cùng hợp tác sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, không còn bấp bênh như trước. Làm hồng treo gió thì trước tiên là đã nói treo là mình phải treo lên dây, mà khi mà cái này là theo công nghệ Nhật Bản, mình treo từ trái từ trên xuống dưới, mỗi trái cách nhau khoảng từ 8 đến 10 cm, thì treo cách đều ra để cho các mọi trái hồng từ trên xuống dưới nó sẽ đều hơn. Những quả hồng được chọn lọc và hái nhẹ nhàng để đảm bảo chất lượng làm hồng treo gió. Có thể sản lượng không cao, chỉ bằng một nửa so với mọi năm, nhưng giá thành lại tăng cao gấp 3-4 lần. Thu hoạch hồng để làm hồng treo gió thì phải bắt buộc là hồng phải đến một độ chín gọi là vàng hoặc là chuyển thành màu cam nhưng mà không được mềm. Và thứ hai là quy trình vận chuyển là từ nhà vườn mà đến nơi thu mua bắt buộc phải dùng những xe ô tô và bắt buộc phải chở bằng những cái giỏ như thế kia thì nó mới đảm bảo hồng không bị dập.
Bên cạnh quy trình nghiêm ngặt, đúng kỹ thuật để làm hồng treo gió, hợp tác xã phải đầu tư hệ thống máy móc và nhà kính đạt chuẩn, không để bất cứ côn trùng và những sinh vật gây hại xâm phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiệt độ trong nhà kính phải được giữ ổn định từ 30 đến 35 độ C và đặc biệt đủ độ gió. Đầu tư là những cái phòng cháy xử lý nhiệt ấy. Xử lý nhiệt trong vòng 8 tiếng đồng hồ thì bắt đầu mới đưa ra nhà kính để treo lên. Có cái công nghệ của Nhật Bản này là bảo quản có thể là cả năm. Cho nên là cái giá trị của cái trái hồng là lên rất là cao. Chúng tôi bán đủ các kênh trong toàn quốc luôn ấy. Hương vị độc đáo và khác biệt, hồng treo gió trở thành đặc sản Đà Lạt. Nguồn cung thường xuyên không đủ cung ứng nhu cầu thị trường. Xây dựng và bảo vệ nhãn hiệu hồng Đà Lạt là hướng đi quan trọng mà Đà Lạt Lâm Đồng đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện nhằm mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Còn bây giờ thưa quý vị, thời lượng tiếp theo của Việt Nam Ngày Mới sẽ giới thiệu đến quý vị một vài những điều rất đặc trưng và cụ thể chúng ta sẽ cùng đi chợ quý vị nhé. Nhưng mà không phải là chợ Việt Nam mà là chợ của người nước ngoài. Cụ thể khi mà chúng ta đến chợ thì ngoài việc chúng ta có thể là tìm mua những đặc sản của những quốc gia đấy mà chúng ta còn sẽ có dịp để thưởng thức ẩm thực rất là đặc trưng. Có thể kể đến ở thành phố Hồ Chí Minh đa dạng như là chợ Nga ở quận 1, chợ Campuchia tại quận 10 hay là chợ Người Hoa ở khu vực quận 5, quận 6 và sáng nay sẽ là chợ Mã Lai. Thưa quý vị, bắt đầu từ khoảng 7 giờ tối thì đường Nguyễn An Ninh đối diện cửa Tây chợ Bến Thành lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Các tiểu thương đội khăn choàng che đầu và cổ khắp nơi vang lên câu nói Terima kasih, có nghĩa là cảm ơn ở trong tiếng Malaysia. Con đường dài khoảng hơn 200 mét này được gọi là Sài Gòn Halal Street hay còn có tên là phố Mã Lai, một địa điểm thu hút du khách Hồi giáo khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Điều tạo nên nét đặc trưng tại khu phố Mã Lai là những cửa hàng bán trang phục Hồi giáo. Các tiểu thương nhanh nhẹn tư vấn mẫu mã phù hợp với độ tuổi, vóc dáng của du khách bằng tiếng Malaysia một cách trôi chảy. Lượng khách người Mã Lai hiện tại khá là đông, bởi vì bên bển đang có những ngày lễ, người ta qua Việt Nam, người ta du lịch, người ta cũng mua sắm nhiều. Bên cạnh các cửa hàng quần áo, phố Mã Lai còn là điểm dừng chân lý tưởng để thưởng thức ẩm thực. Nhà hàng của anh Musa Karim luôn chật kín khách bởi mang đến hương vị chính gốc Hồi giáo. Người Việt thì họ cũng có mở quán cao cấp nhà hàng nhưng mà anh thấy không đạt chuẩn Halal. Cho nên anh quyết định anh mở nhà hàng cao cấp. Như anh Musa Karim chia sẻ, điểm chung của các hàng, quán phục vụ du khách tại chợ Mã Lai là phải đạt chuẩn Halal, nghĩa là thực phẩm tuân thủ theo các quy tắc trong luật Hồi giáo như không sử dụng cồn, thịt lợn trong quá trình chế biến. Tôi hy vọng là sẽ có nhiều nơi bán đồ ăn Halal hơn dành cho du khách Đông Nam Á đến từ các nước như là Malaysia, Indonesia hay là Brunei của chúng tôi. Tại con phố này thì có rất là nhiều nơi bán đồ ăn Halal nên chúng tôi cũng có nhiều sự lựa chọn khi mà đến đây. Khung cảnh du khách Hồi giáo hòa mình vào các hoạt động mua sắm, thưởng thức ẩm thực trên phố Mã Lai đã góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh đa màu sắc, sôi động, thân thiện. Vâng thưa quý vị, nếu chúng ta cảm thấy hứng thú với ẩm thực Halal của những người Hồi giáo mà cụ thể là chợ Mã Lai thì sẽ được nhắc lại địa chỉ đó là trên trục đường Nguyễn An Ninh đối diện cửa Tây chợ Bến Thành. Quý vị có thể đến đây vào mỗi buổi tối ạ.